Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày giáp ngọ, tháng canh Tý, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, thuộc kim quỷ giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung kim ngày giáp ngọ tức can sinh chi nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm sa trung kim kỷ tuổi mậu tý nhâm tý ngày thuộc hành kim khác với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục xung với tí hình ngọ hình dậu hải xỉu phá mão và tuyệt hời vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu tý nhâm tý canh dần tuổi xung trong tháng tuổi nhâm ngọ bính ngọ giáp thân giáp dần và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan tốt mọi việc sao nguyệt ân tốt mọi việc sao giải thần đại cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, dạy oan, trừ được các sao xấu, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà, sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao hoang vu, xấu mọi việc sau thiên tặc xấu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương sau hỏa tai xấu đối với xây dựng nhà cửa độ mái sửa sang nhà cửa sau phi ma sát kỵ về giá thú nhập trạch sau ngũ hư kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng đông nam và sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết như sau đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu làm cho bạn đang có điểm báo gặp họa thị phi tranh cãi xuất hiện trong vận trình của bạn ngày hôm nay chỉ vì chút chuyện nhỏ mà tính nóng nảy bộc phát khiến cho bạn to tiếng làm mất hòa khí lại chút bực dọc vào người vì vậy với bạn tuổi tí cần phải bình tĩnh và kìm chế hơn nữa nhé và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi tí á, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cũng khiến cho tài lộc của bạn có phần bị ảm đạm, dễ bị hao hụt, mất mát về tiền của. Nguyên nhân cũng chỉ bởi là bạn đưa ra những quyết định vội vàng khiến cho tình hình về tài chính lao đao. Vì vậy với bạn tuổi tí cần phải suy nghĩ cho thấu đáo và tỉnh táo hơn để tránh những tổn thất lớn với mình. Bên cạnh đó, trong ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy họa bất dung. Cái điều này còn khiến cho phương diện tình cảm của bạn cũng không được lý tưởng cho lắm. Đôi bên vẫn còn giận hờn, hiểu lầm nhau mà không chịu đối diện để nói rõ. Khoảng cách càng lớn khiến cho bạn vô cùng mệt mỏi và suy nghĩ muốn buông xuôi nữa nhé. Và ngày này với bà tuổi Tý cũng đang có điểm báo xuất hành đi xa không được thuận lợi điểm báo mất của hao tài cầu tài không thuận lợi hay bị trái ý nghịch lòng không nên xuất hành đi xa thì tốt hơn Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim điểm báo thị phi tranh cãi xuất hiện từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy to tiếng vì bạn tính nóng nảy bộc phát bởi những chuyện nhỏ nhặt từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cần phải bình tĩnh và kiềm chế giữ hòa khí chung từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ tài lộc ảm đạm dễ bị hao hụt mất mát về tiền bạc từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc phương diện tình cảm không được lý tưởng đôi lứa có nhiều giận hờn và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 11 số 45, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu điên, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi sửu. Từ vi tuổi sửu, chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành sửu ngọ tương hại cái điều này nhắc nhở bạn tuổi sửu cần phải hết sức thận trọng với tiểu nhân trong ngày hôm nay có thể những gì bạn thể hiện và gặt hái được trong thời gian qua đã khiến cho nhiều kẻ ganh ghét và tìm cách để phá hoại bạn và với bạn tuổi xỉu á, cho dù bạn phát hiện ra kẻ tiểu nhân hãm hại mình thì bạn mệnh cũng cần phải bình tĩnh. Giờ chưa phải là lúc để cho bạn lật ngựa ván bài ra đâu. Bạn cần phải chờ đợi tới thời cơ thích hợp. Lúc đó tất sẽ được hưởng lợi về mình, không có cơ hội cho kẻ tiểu nhân đổi trắng thay điên nữa. Và ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại có phần khá tốt đẹp. Với bạn tuổi Sửu rất hòa hợp với nửa kia của mình, cho dù bạn có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, với bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy để cả hai đưa ra được những quyết định thống nhất với nhau nhé vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim thận trọng với tiểu nhân trong ngày hôm nay tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có kẻ ganh ghét với những gì mà bạn thể hiện trong thời gian qua tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh hỏa cần phải bình tĩnh khi đối mặt với kẻ tiểu nhân chờ đợi thời cơ lật mặt thích hợp tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cát khí lan tràn chuyện đôi lứa khá tốt đẹp tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc hòa hợp với nửa kia nhờ sự xịa chia và thảo luận kịp thời. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý, tuổi Dậu. từ Vi Tuổi Dần, Chủ Nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn Tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa tốt phù trợ. Cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay thêm phần được thuận lợi, hanh thông. Hai bạn nên nhân cơ hội này để dành thêm thời gian cho nhau nhiều hơn. Đừng có để hôn nhân trở nên nhàm chán, hô cứng vì không có thời gian dành cho nhau nhé. Lại thêm trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần đang có được sự xuất hiện của thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn quản nhận được nhiều tin vui trong việc kinh doanh, buôn bán, làm những ngành nghề tự do hay là đầu tư theo đuổi danh vọng của mình. Thế nhưng với bạn tuổi dần đừng có tham lam quá mà theo đuổi những khoản đầu tư rủi ro mà bạn không thể nào kiểm soát được tình hình nhé. Ngoài ra trong ngày này với bạn tuổi dần, bạn cũng phải có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng, có những khoản dành cho việc chi tiêu hàng ngày, có những khoản dành cho việc đầu tư, kinh doanh, tránh để tình trạng mất cân bằng về chi tiêu, tự tay, chặn mất đường tài lộc của mình. Và xem tử vi cũng cho thấy, với bạn tuổi dần trong ngày này, đang có được cát khí lan tràn, nhiều sao tốt chiếu mệnh như là sao thiên quan, sao nguyệt ân, sao giải thần, sao tục thế. Vì vậy, với bạn có thể thực hiện những công việc quan trọng như thế là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng có giá trị rất thuận lợi cho bạn nhé. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, cái chuyện tình cảm thêm phần được thuận lợi, hành thông tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nên dành thêm thời gian cho nửa kia của mình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nhận được niềm vui trong việc kinh doanh buôn bán đầu tư tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc đừng quá tham lam mà theo đuổi những khoản đầu tư rủi ro tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim cần phải có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng và cân đối trong việc chi tiêu về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 85, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mão, chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với ba tuổi mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bà tuổi mão đang có điểm báo làm việc chạy mãng để đầu óc tiêu ngược cành cây. Bạn mệnh tuổi mão không có ý định bộ bê công việc nhưng có những việc bên lề khiến cho bạn không thể nào tập trung được vào công việc của mình. Và vào thời điểm này, với bạn tuổi mão đang cảm thấy khó chịu và bực bội vì mọi chuyện đều đi ngược lại với mong muốn của mình. Bạn cần phải nhanh nhạy hơn thay vì ngồi đó mà ủ ê. Bạn thử nhanh chóng thay đổi các kế hoạch sao cho hợp lý hơn sẽ tốt hơn nhé. Ngày này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại đang có được những dấu hiệu tích cực. Mối quan hệ rất hòa hợp của bạn với nửa kia, đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế mà cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy làm việc chảnh mãng để đầu óc treo ngược cành cây tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa khó tập trung vào công việc vì những chuyện bên lề tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ khó chịu và bực bội vì mọi chuyện đều đi ngược lại với mong muốn của bạn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có thể nhanh chóng thay đổi các kế hoạch sao cho phù hợp với mình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim mối quan hệ với nửa kia vô cùng hòa hợp và đánh giá của ban tuổi mạo trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 18 số 54 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu đen quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mùi tuổi tuất từ vi tuổi thìn Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà Tử Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp ngày có thiên quan giáng họ cái điều này làm cho bạn tuổi thìn có thể sẽ gặp không ít những rắc rối trong vận trình của mình ngày hôm nay khi với bạn đang gặp kẻ tiểu nhân ganh tỵ muốn tìm thời cơ để hãm hại bạn trong khoảng thời gian này với bạn tuổi tỵ nếu có kế hoạch về đầu tư hay là sử dụng về tiền bạc với số lượng lớn thì nên cẩn trọng tránh bốc đồng sẽ tạo kẻ hở cho những kẻ xấu ra tay để hãm hại mình ngày này với bà tuổi thìn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng báo hiệu cho bạn có được tin mừng trong cái chuyện tình cảm ngày hôm nay người ấy luôn dành thời gian để ở bên chia sẻ và động viên bạn sau những khó khăn mà bạn phải chịu đựng và điều này sẽ giúp cho mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng thêm phần thăng hoa rõ rệt đôi bên không ngần ngại gì để nói chuyện tín tới hôn nhân và có lẽ ngày về chung một nhà cũng chẳng còn xa với bạn nữa. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thìn, không nên xuất hành đi xa bởi bạn đang có điểm báo, có sự va chạm, cải quả, thị phi, nghiệp khó thành, không có người giúp đỡ, hạn chế thì tốt hơn. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi thìn, cũng không nên tin người quá kéo lại bị lợi dụng, tiền mất tật mang lại, mang tiếng xấu nhá về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa gặp không ít rắc rối vì kẻ tiểu nhân đổ mặt ganh tị tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ cẩn trọng với các kế hoạch về đầu tư hay là sử dụng về tiền bạc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tránh bốc đồng sẽ tạo kẻ hở cho kẻ xấu ra tay để hãm hại tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tình cảm hòa hợp có nhiều thăng hoa nhờ sự quan tâm và thấu hiểu từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đôi lứa tính chuyện tiến tới hôn nhân về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 41 Số 63, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dậu tuổi thân, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày với nguồn tài lộc tương đối là sáng lạn nhờ có được thiên tài chiếu mệnh. Bạn tuổi Tỵ có được nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài và được người quen giới thiệu cho nhiều mối làm ăn mới và điều này sẽ giúp cho con đường kiếm tiền của bạn trở nên hanh thông hơn bao giờ hết. Và đây cũng là những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp cho bạn mệnh tuổi Tỵ tự tin hơn vào bản thân mình. Bạn cần phải tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai và tin rằng mọi cố gắng của bạn đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng lại cho mình nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng, cái điều này có thể khiến cho tâm trạng của bạn rất dễ nóng nảy, ức chế. Bạn có xu hướng chuyện bé xé ra to trong những khúc mắc với nửa kia, khiến cho chuyện tình cảm đôi lứa thêm phần căng thẳng và nhiều muộn phiền. Vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, phương diện tài lộc sáng sủa, có được nhiều tin vui. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, có nhiều nguồn thu nhập về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa phương diện tài lộc được sáng sủa có nhiều tin vui từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài nhiều mối làm ăn mới từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc con đường kiếm tiền rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tâm trạng của bạn rất dễ nóng nảy tình cảm lứa đôi có sự căng thẳng và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 55, số 78, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình cái điều này làm cho bạn tử ngọ đang cảm thấy mệt mỏi do những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập ở trong đầu và với bạn tử ngọ cứ mãi nghĩ về những chuyện đã xảy ra không được như ý muốn rồi tự trách bản thân mình vì đã làm không tốt điều này khiến cho tâm trạng của bạn khá chi là chán nản ảm đạm suốt cả ngày nữa nhé Bù lại, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bàn tứ ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ. Cái điều này làm cho quân đường tài lộc của bạn khá chi là tốt. Với bàn tứ ngọ không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính vững vàng, giúp cho bạn thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình mà không cần phải cân đùa đong đếm quá nhiều. Thêm vào đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này làm cho bạn rất dễ nóng nảy, bốc đồng, đưa ra những quyết định sai lầm. Vì vậy với bạn tuổi ngọ hãy biết tiết chế cảm xúc của mình, giữ cho đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo. Đừng có để cho những suy nghĩ nhất thời của mình làm ảnh hưởng tới công việc, càng đừng để nó ảnh hưởng tới các mối quan hệ của bản thân mình, bạn tuổi ngọ nhé. Vai từ vĩ tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim mệt mỏi do những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập ở trong đầu. Từ vây tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy tự trách bản thân mình vì những điều không được như ý muốn. Từ vi tuổi Mậu ngọ thuộc mệnh hỏa con đường tài lộc ổn định không cần quá lo lắng. Từ vây tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dễ nóng nảy đưa ra những quyết định sai lầm. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc cần phải biết tiết chế cảm xúc giữ cho đầu óc luôn luôn được tỉnh táo. và đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 81, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dần, tuổi mùi, từ Vi Tuổi Mùi, Chủ Nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn Tuổi Mùi, cho chúng ta thấy là với bạn Tuổi Mùi dưới sự chia trợ của ngũ hành lục hợp, cái điều này giúp cho bạn đang có được vận quý nhân nâng đỡ, con đường sự nghiệp được hanh thông, xuân sỉa. Bạn mệnh tuổi mùi nếu như gặp phải khó khăn thì có người giúp đỡ, không gặp phải trắc trở gian nan nào quá lớn trong ngày hôm nay. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn cần phải kiên định hơn, giữ vững lập trường đã định, vững tin hơn vào những gì mình đã lựa chọn. Và để làm được điều đó, trước khi quyết định, bạn cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng các thông tin, tạo niềm tin cho chính bản thân mình. Nếu ngay cả bản thân của bạn cũng không thể tin tưởng thì sao bạn có thể khiến cho người khác tin mình được? Và ngày này với bà túi mùi, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại đang có được những tín hiệu tích cực. Bạn mạnh may mắn gặp được người yêu và hiểu cho mình. Với những bận rộn vừa qua không làm cho tình yêu của cả hai bạn trở nên phai nhạt đi. Cả hai luôn tin tưởng vào đối phương và sẵn sàng là hậu phương vững chắc luôn ở đằng sau động viên tiếp thêm sức mạnh để cho người kia tiếp tục tiến bước trên con đường mình đã lựa chọn nữa nhé Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim được quý nhân nâng đỡ quân đường sự nghiệp được hanh thông suôn sẻ tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy khó khăn lại có người trợ giúp kịp thời tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cần phải kiên định hơn giữ vững lập trường đã định tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ phải tự tạo ra niềm tin cho bản thân mới mong người khác tin tưởng tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc tình cảm lứa đôi khang khít Nhờ được xây dựng trên nền tháng tự tin tin tưởng lẫn nhau và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 44 số 55 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu ánh kim quý nhân phụ trợ tuổi Mão tuổi Ngọ tuổi Hợi từ Vi Tuổi Thân, Chủ Nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bà Tuổi Thân, cho chúng ta thấy là với bà Tuổi Thân đang gặp được ngày của Thiên Ấn Chiếu Mệnh, cái điều này báo hiệu cho bạn công việc trong ngày hôm nay có được nhiều sự khởi sắc, mọi việc tiến triển một cách hanh thông, thuận lợi ở nơi làm việc tuy không phải là cá nhân xuất sắc nhất nhưng với thành tích của bạn ổn định thường được tin tưởng và được cấp trên giao cho công việc quan trọng nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi thân, bạn đang có được vận quý nhân giúp đỡ, làm cho công sức của bạn bỏ ra bấy lâu, cuối cùng cũng được đề đáp xứng đáng. Bạn mạnh có thêm được cơ hội để phát triển trong tương lai, đúng với những điều mà mình mơ ước. Ngày này với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, cái chuyện tình cảm không được như ý muốn mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, mối quan hệ vợ chồng bị ảnh hưởng nặng nề, vết rạn nứt càng ngày càng lớn khi cả hai không ai muốn là người xuống nước trước, chiến tranh lạnh chẳng khiến cho mâu thuẫn chấm dứt mà còn ngày càng đẩy câu chuyện đi xa hơn, rất có thể cuộc hôn nhân của hai bạn sẽ đứng trên bờ vực đổ vỡ nhé. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công việc nhiều khởi sắc, mọi việc tiến trị hanh thông từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa được tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ công sức mà bạn bỏ ra bấy lâu cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có thêm nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim mối quan hệ vợ chồng ngày càng xa cách và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu, Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn Tử Dậu, cho chúng ta thấy là bạn Tử Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu, cái điều này làm cho vận trình của bạn Tử Dậu trong ngày hôm nay trải qua không được mấy may mắn. Khi bạn Tử Dậu phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà gần như không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai trong ngày hôm nay, bạn mệnh sẽ phải hoàn tất mọi công việc dựa vào chính công sức của mình nhé tuy là vất vả vậy nhưng trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dậu lại đang có được chính ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt hơn với những kế hoạch mà bạn đưa ra được cấp trên đón nhận tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của bạn cũng được cấp trên khiên ngợi nữa và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc Điều đó là điểm báo cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy đang có những dấu hiệu rạn nứt. Với những chuyện trong quá khứ nay lại bị lôi ra thành cái cớ trong các cuộc cãi vã, mâu thuẫn từ đó cứ ngày càng lớn dần hơn và việc rạn nứt trong chuyện tình cảm là khó có thể tránh khỏi. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy phải một mình gánh vác nhiều công việc nặng nhọc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa phải hoàn tất tất cả mọi công việc dựa vào sức của mình tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ dù vất vả nhưng công việc trên đà phát triển tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc kế hoạch mà bạn đưa ra nhanh chóng được cấp trên đón nhận tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tình cảm có sự rạn nứt mâu thuẫn ngày càng lớn dần hơn về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất, chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay đang có được những khởi sắc rực rỡ bà tháo gỡ được những mâu thuẫn đang còn tồn động trước đó tình yêu vẫn luôn ngập tràn trong tim cho nên hai bạn quyết định cho người ấy thêm cơ hội mối quan hệ được hàn gắn một cách nhanh chóng nữa xong á công việc của bạn tuổi tuất trong ngày này lại gặp phải nhiều khó khăn khi mà không ngừng bị kẻ tiểu nhân quấy phá thiên quan xuất hiện cho thấy bản mệnh tuổi tuất cần phải bình tĩnh sáng suốt để nhìn nhận ra rõ ai là địch ai là ta chứ có vội nghe theo lời đường mật để rồi tin tưởng vội vàng đưa ra những quyết định sai lầm nhé. Và ngày này với bạn tử tốt á, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là Hỷ thần hướng Đông Bắc và Tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và nhiều thuận lợi. Trong ngày này, xem tử vi cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi nhé. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, cái chuyện tình cảm được khởi sắc rực rỡ, tháo gỡ được những mâu thuẫn tồn đạo trước đó, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, mối quan hệ được hàn gắn nhanh chóng, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc công việc khó khăn khi không ngừng bị kẻ tiểu nhân quấy phá, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cần phải bình tĩnh để sáng suốt nhìn rõ ai là địch ai là ta, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy chứ có vội nghe theo lời đường mật đưa ra quyết định vội vàng dẫn đến sai lầm. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm Năm sao, con số may mắn, số 16, số 45, giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi, Chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Hợi thêm phần quyết đoán và dũng cảm làm theo mục tiêu đá định. Qua những cơ hội chỉ đến trong chớp mắt với bà tuổi Hợi không muốn trần trừ e ngại chỉ vì sợ sẽ mạo hiểm mà để vụt mất cơ hội ngay trong tầm tay của mình. Và ngày hôm nay với bà tuổi Hợi, bạn cũng biết mình cần phải làm gì và lựa chọn ra làm sao cho tương lai tốt đẹp ở trước mắt bạn hãy tin vào trực giác của bản thân, kiên trì với con đường mà mình đã lựa chọn, thành công không còn xa nữa với bạn nhé. Và ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, làm cho bạn đang có điểm báo, cái chuyện tình cảm chưa có được những dấu hiệu tốt đẹp. Chuyện tình cảm vận quan là điều gì đó quá xa xôi mà với bạn tuổi hợi không biết phải làm như thế nào để có được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể thành công trong cuộc sống nhưng với bạn vẫn cô độc đi về một mình nhé. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa thêm phần quyết đoán và dũng cảm làm theo mục tiêu đã định. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không chần chừ để vụt mất cơ hội trong tầm tay. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc biết mình cần phải làm gì và lựa chọn ra sao cho tương lai của mình. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim hãy tin vào trực giác của bản thân kiên trì với con đường đã lựa chọn. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang còn độc thân vẫn chưa tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 35, số 56, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.